Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha mọi người. Bên mình là chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp nha. Địa chỉ cửa hàng của mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 Gò Vấp nha. Anh em qua ở tỉnh thì có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại của mình 0839 444 400 nha. Bên mình thì anh em có thể nhắn tin qua Zalo hoặc bên số này cũng được luôn nha. Anh em ở tỉnh thì bên mình có hình thức ship code toàn quốc luôn, anh em nhận hàng kiểm tra máy ok rồi nhận nha. Bên mình thì bán ra sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng, bên mình bảo hành bằng cái số email nha, mình không có ghi phiếu đâu, bên mình bảo hành bằng số email thì bảo hành cho mọi người luôn. Chỉ cần mọi người gửi số email lên là mình biết được con đó là mua ngày nào, bảo hành mà tới bao lâu luôn nha. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua bên mình xem máy trực tiếp mà bên mình nhận giao lưu trao đổi luôn, còn anh em ở tỉnh thì muốn đổi máy thì gửi máy lên cho mình rồi mình ok xong rồi mình báo giá xong rồi là mình sẽ gửi máy xuống cho mọi người nha. Thì hôm nay bên mình cũng có một về một số ít máy mới và cũng máy cũ thì cũng có luôn nha. Dòng máy mình còn tồn lại cũng còn nhiều. Máy mới cũng có một ít máy mới nha. Nói chung là hàng dạo này thì nó sẽ khan hiếm hơn mọi khi nha mọi người. Nói chung là đợt này dịch nên là máy móc rồi nó cũng khá rất là khan hiếm luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số dòng máy bên mình đang bán ra nha. Đầu tiên là Oppo F11 nha mọi người, F11 thì bên mình còn là tầm 4 cây nha, tha hồ anh em lựa chọn luôn. Máy đẹp chân chính thì bên mình đang bán với giá là 3.350.000 nha, còn máy chính cửa như thế này thì bên mình đang bán 3.150.000. Bên mình thì có nhận giao lưu trao đổi luôn nha. Những con máy như thế này thì bên mình bán đều bảo hành cho mọi người là 3 tháng hết nha, lỗi thì đổi mới nha, hoặc là có thể anh em có thể đổi qua dòng khác và hoàn tiền. Bên mình bán hàng cực kỳ ok nha mọi người, chỉ bán hàng máy zin thôi, bên mình không dựng hàng dựng lại nha. 3.150.000 cho máy 97% và máy đẹp 99 thì 9899 thì 3.350.000 nha, chia để cho 200.000 nha mọi người. Có cho Oppo F11 nha. F11 là RAM là 6GB, bộ nhớ trong 64GB, nó hai sim có hỗ trợ thay nhớ, màn hình nó là tầm 6.5 inch, màn hình 650 nha, màn hình Full HD, chip Helio B70, nếu mình nhớ không lầm thì B70 nha. Con này là con Samsung A51 nha, A51 mình còn rất là nhiều, tại vì cái dòng này rất là nhiều anh em đặt luôn nha, thì mình trữ rất là nhiều A51. A51 thì máy 97-98% bên mình đang bán với giá là 4.550.000 nha, một con giá cực kỳ ok luôn. A51 thì nó còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn, tầm tới tháng 3, tháng 4 năm sau tùy theo cây nha. Màn hình con này là màn hình tràng viền 6.5 inch, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, camera trước là nằm trong màn hình luôn và 4 camera sau 48 chấm. Máy đẹp ken thì bên mình đang bán với giá là 4.650 và máy trời trời thì bên mình đang bán 4.550 nha, có màu đen và màu xanh luôn, anh em tha hồ lựa chọn. Vivo Y31 nha mọi người. Y31 thì con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình tỷ lệ mới, màn hình tràn viền hết camera nốt ruồi trong màn hình. Đây, RAM 4 bộ nhớ trong 128 nha, hai SIM có hỗ trợ nhớ luôn, anh em tha hồ lưu trữ. Con này chip xử lý 8 lõi nha, nhân 2.3, con chip này khá là mạnh luôn. 4 camera sau, camera i30 nha, con này camera chụp hình cực kỳ đẹp luôn. Pin hình như là dung lượng 5.000, màn hình con này tầm 6.5 inch nha. i30 thì bên mình đang bán với giá là 3.450.000 nha mọi người. i30 chỉ 3.450.000 thôi. Con này là con Vivo i50. i50 thì RAM được 8GB nha mọi người, RAM được 8GB và nó nâng cấp hơn con i30 nha. Con này thì máy tình trạng còn khá là đẹp luôn, bên mình đang bán với giá là 3.950.000 nha cho i50 nha. Nokia C2, anh em cầm một con máy giá rẻ chữa cháy thì mua con này nha, Nokia C2 nha, máy đẹp ken 99%, màn hình khá to, con này chạy Android One, máy dòng này nó chạy Android One nên nó cực kỳ mượt mà luôn nha. Bộ nhớ trong là 16GB nha mọi người.
RAM 1 GB của nhớ trong 16 GB, một con máy phổ thông. Con này bên mình đang bán với giá là 1 triệu nha, Nokia C2. Máy thì hình thức còn đẹp chín chín và bảo hành chính hãng thì còn rất là dài luôn. Redmi 5 Pro nha mọi người. Con này thì viền nó hơi trầy, quay cận cảnh cho anh em luôn. Anh em đang mua máy thì nên xem video nha, tại trên video mình sẽ nói nó tầm bao nhiêu phần trăm luôn cho nó dễ luôn nha mọi người. Đây. Mặt lưng nó cũng hơi trầy nha. Redmi 5 Pro. Con này là bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nha. 128 GB nha. Redmi 5 Pro là được 128 GB. Chip Snapdragon 712, màn hình là 6.5 6.3 inch Full HD. Redmi 5 Pro nha. Redmi 5 Pro thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 950 ngàn. Con này trầy thì bên mình đang bán 2950 nha. Con này là Redmi Q. Redmi Q RAM 4 64 GB. Máy đẹp thì bên mình cũng bán với giá 2 triệu 950 nha. Đó. Anh em nào cần chính hãng thì mua chính hãng, mà xách tay thì mua xách tay nha. Nói chung là giá cực kỳ ok. Xiaomi Mi 9 nha, hôm nay mình có một cây Mi 9, cây này mới về luôn, máy thì hình thức tầm 97% thôi nha. Những con này nó hơi, cái viền nó hơi bóng nên nó hơi bị tróc ra nha mọi người. Đây, Xiaomi Mi 9, máy thì nguyên zin nha, bản sách tay, đã gấp ROM tiếng Việt đầy đủ. Con này là chạy con chip Snapdragon là 855 nha, màn hình là 6.3, 6.4 inch, Full HD, vân tay trong màn hình. RAM 6, bộ nhớ trong 128 GB nha. Chip 855 cực kỳ mạnh mẽ luôn, vân tay trong màn hình, máy cực kỳ mỏng, camera thì camera đẹp lắm luôn nha mọi người. Dòng này là dòng Mi, này là dòng cao cấp nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 5 triệu 150 ngàn nha mọi người, máy nguyên zin 5 triệu 150 ngàn. Mi 9 nha, Xiaomi Mi 9. Con này là Mi 9T. RAM 6 của nhớ trong 64 GB, chip Snapdragon 730. Camera 48 chấm Mi 9T nha. Mi 9T thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 250 ngàn nha. Còn đó là màn hình tràn viền full view luôn, camera thò thuộc nha. Samsung Tab A nha mọi người, T515, con này đời mới nha. Máy thì hình thức đẹp như mới luôn, 99%. Máy tính bảng Tab A T515 nha mọi người. Con này thì nó xài như điện thoại luôn, có thể nghe gọi được luôn. Anh em nào mua cho những người lớn tuổi đọc báo hay là xem phim thì mua con này nè, cực kỳ ok luôn. Máy chính hãng, bảo hành còn rất là dài luôn nha. Đây, máy còn rất là đẹp. Màn hình khá là to luôn. Màn hình Full HD. RAM 3, bộ nhớ trong 32 GB, có gọi điện thoại. Ồ, chụp hình của dòng này thì chụp hình rất là ngon luôn. Dòng này chụp hình khá là ok rồi. Đây, đẹp lắm luôn nha, chụp hình rất là đẹp luôn. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 250 ngàn nha mọi người. Tab A T515 nha. Rồi, còn đây còn một con nữa. Con này pin mình để còn 10 ngày chưa hết á. Con này Tab A 2016 with S Pen nha. Con này có bút S Pen luôn. Con này cũng RAM 3 GB luôn. Màn hình con này tầm 10 inch. Máy thì hình thức còn đẹp nha mọi người, máy hình thức còn tương đối đẹp nha, đẹp 98,99% nha mọi người. Hai loa, camera, màn hình to, nút home và nút trở về. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu nha. Tab A 2016 có bút S Pen thì mình đang bán 3 triệu. Oppo F11 Pro nha mọi người. Máy thì hình thức đẹp 98%. RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nha. F11 Pro, camera kép, vân tay một chạm. Camera trước là trượt lên, màn hình là tầm 6.5 inch. Oppo F11 Pro thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Những con F11 Pro này nó còn bảo hành chính hãng dài đó. Samsung Galaxy A31 nha mọi người, A31. Máy hình thức đẹp 99%, những con này còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Màn hình giọt nước, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB nha.
Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 150 ngàn nha mọi người. Còn A21S hôm nay mình còn chỉ có đường cây hay cây thôi. RAM 6 thì chắc mình hết rồi nha, mình chỉ còn RAM 4 thôi nha mọi người, RAM 3 thôi nha. 3 thì bên mình đang bán 2 triệu 950 ngàn, A21S nha, 2 triệu 950 ngàn. Redmi 5i nha. RAM 4 mà nhớ trong 64 GB, chip Snapdragon 660 665 nha, con này 665 chứ phải 60. Hàng chính hãng luôn. Màn hình 6.5, pin 5000, 4 camera. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Con này là con Xiaomi Redmi 8. Con này máy ngoại hình tầm 97% nha mọi người, 97-98%. Redmi 8 nha, con này dung lượng pin nó là 5000, màn hình là 6.3 inch, màn hình HD. RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB nha. Con này dung lượng 3 GB. Redmi 8. Con này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu 950 ngàn nha, cho bản RAM 3 GB. Máy còn tương đối đẹp, đẹp tầm 97%. Còn máy RAM 4 GB đây. RAM 4 GB đẹp 99 nha. Redmi 8 RAM 4 GB đẹp 99. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Con này là Huawei Y9S nha mọi người, RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB. Y9S nha. Con này đang chạy Android 10 nha. Con này là cài đầy, nó có đầy đủ xe Play luôn. Camera trước trượt lên, ba camera sau thì con này nó chạy tầm 97%. Huawei Y9S nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 250 ngàn nha. Huawei Y9S 3 triệu 250 ngàn. Samsung Galaxy A80, hôm nay mình có một cây A80 nữa. Con này thì còn bảo hành hơn một tháng nữa nha, bảo hành chính hãng. Máy thì tầm 97% nó trầy trầy nha mọi người, trầy trầy nha. A80 nha mọi người, màn hình 6.8, RAM 8 bộ nhớ trong 128 nha, chip Snapdragon 730, camera trước trượt lên. A80 thì bên mình đang bán với giá là 5 triệu 150 ngàn nha. A30, con này bản RAM 4 bộ nhớ trong là 64. Màn hình 6.3, camera kéo bằng tay một chạm. Con này hình thức còn rất là đẹp luôn. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 750 ngàn nha. A30 nha mọi người. S20 đây. Máy nguyên zin đẹp 99% luôn nha. Để giới thiệu cho anh em cho rõ, máy đẹp 99, bảo hành chính hãng tới tháng 3 2021 nha. S20 thì bên mình đang bán với giá là 10 triệu 500 ngàn nha. Con này là Note 10 Lite. Note 10 Lite nha, máy cũng đẹp 99 luôn. Bảo hành tới tháng 5 2021 nha mọi người. Con này RAM 8, bộ nhớ trong là 128 GB. 4 3 camera sau. Note 10 Lite thì bên mình đang bán với giá là 7 triệu 150 ngàn nha. Redmi 6i nha mọi người. Con Redmi 6i này thì máy đẹp 99%. RAM 4, bộ nhớ trong 128 GB. Con này là nó pin nó cực kỳ trâu bò luôn, pin 5000, mình để có 3 4 ngày nay nó còn 5%, tới giờ nó chưa tắt nguồn luôn á. 4 camera sau. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 150 ngàn nha. Con này bảo hành chính hãng còn tới tháng 2 năm tháng 3 năm sau rồi nha. Huawei Mate 30 Pro nha mọi người. Mate 30 Pro thì mình đang sử dụng một cây. Nói chung là con này thì cực kỳ pin cực kỳ trâu bò luôn. Dòng Huawei này pin rất là trâu luôn nha. Mình xài những cái con Samsung S20 thì nó chưa pin nó chưa bằng dung nửa con này luôn á, S20 cộng. Con này pin rất là trâu bò luôn, nhưng mà con này không có CS Lite nha. CS Lite thì anh em phải đi cài nha mọi người. Con này nếu anh em muốn mua thì mình sẽ chỉ chỗ cài cho. Nói chung là cài nó rất là dễ nè. Con này tình trạng nó tầm 97%, mặt lưng thì nó có hơi trầy nhẹ thôi. Con này hàng chính hãng. RAM 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB. Màn hình cong tràn viền cực kỳ đẹp luôn. Chip Kirin 990 nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 11 triệu nha mọi người, 11 triệu.
Oppo Reno 3 nha. Con này màn hình là 6.4 inch. Màn hình Full HD, màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình. 4 camera sau, con này zoom quang tới 20x nha. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 950 ngàn nha, còn một cây màu duy nhất thôi. Vivo Y81 nha mọi người. Y81 thì RAM 2, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình là tay thỏ 6.3 inch. Con này bên mình đang bán với giá là 1 triệu 250 ngàn nha. Samsung A01, một con máy phổ thông nha, A01, máy này hơi chạy. Bên mình đang bán con này với giá là 1 triệu 550 ngàn nha, cho A01 nha. Hôm nay mình chỉ còn được một cây A9 2020 thôi. Con này thì tình trạng nó đẹp như mới luôn nha mọi người, 99% A91, A9 2020 nha. Oppo RAM 8 128 GB bộ nhớ và pin 5000, chip 665. Con này bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Máy đẹp quá nên mọi người. Máy rất là đẹp luôn nha. Giá nó hơi cao xíu, người thông cảm giúp. Mình mới về được mấy cái máy nữa, mới mua được mấy cái máy nữa. Để đây giới thiệu cho anh em tiếp luôn. Con này là con Vivo V15 nha. Máy thì mình mới đi to lại để mình đặt ti vô nha nơi. Đây, vừa đặt ti xong nha mọi người. Con này bộ nhớ trong 128, RAM 6GB luôn nha. Vivo V15, máy thì hình thức đẹp 98% nha mọi người. V15 này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 050 ngàn nha, cho bản 128GB nha mọi người. Con này 128GB Vivo V15 nha. Nói chung mấy cái dòng này mình về đâu là mình bán đấy, rất là hot. Và bây giờ kiếm camera thò thuộc về 3 camera sau, màn hình to, giá này là quá là rẻ rồi. Huawei Nova 5T nha. Con này là máy rất là đẹp luôn, máy 99% nha mọi người, 98% nha, máy trầy nhẹ nhưng mà cái kiểu dáng rất là đẹp luôn nha, xài cực kỳ mượt. Con này chạy con chip Kirin 980, RAM 8, bộ nhớ trong 128 nha. Nova 5T nha. Camera của con này thì thôi bá đạo cực kỳ luôn mọi người ơi. 4 camera sau. Nova 5T này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 950 ngàn nha. Nova 5T nha, 4 camera sau. Máy rất là đẹp luôn, mới về. Đây, con này là Huawei Mate 20 nha. Con này xách tay bản nội địa, Huawei Mate 20 nha mọi người. Con này là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, chip Kirin 980 luôn. Màn hình con này tầm 6.5 inch, màn hình rất là to. Mate 20 nha. Xài mấy con này cực kỳ mượt mà nha mọi người. Con này thì bên mình đang bán với mức giá là 5 triệu 650 ngàn nha. Huawei Mate 20, 5 triệu 650 ngàn. Samsung Galaxy A50s nha. A50s thì bên mình còn cũng được vài cây, máy rất là đẹp luôn. A50s này thì bên mình đang bán với mức giá là 3 triệu 650 ngàn nha. RAM 4, một nhớ trong 64GB. Samsung Oppo nha, Oppo A92. A92. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha. Chip 665, màn hình nốt ruồi, 4 camera sau. A92 này thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 950 ngàn nha. VinMax Star nha. Cặp máy chữa cháy cho anh em nào cần giá rẻ chữa cháy nha. Con 97% bán với giá là 850 và con này thì bán 1 triệu nha. VinMax Star. Nhận diện khuôn mặt, màn hình giọt nước, RAM 2 bộ nhớ trong 16 nha. Màu đen 850 và màu xanh thì 1 triệu nha mọi người. A71. Samsung Galaxy A71 nha. A71 RAM 8 bộ nhớ trong 128, bảo hành từ tháng 4 năm sau nha mọi người. Màn hình 6.8 A71 nha mọi người. Máy rất là đẹp, hàng chính hãng. A71 bên mình đang bán với giá là 6 triệu 250 ngàn nha. Máy với mức giá cực kỳ hợp lý luôn.
Con này con 10-20 nha mọi người. Anh em nào mà mua 10-20 thì nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Hôm nay em mình thấy anh em hoặc là gọi trực tiếp đến số điện thoại của mình luôn, chứ em mình thấy anh em comment rất là nhiều kêu gửi cho em con này, nhưng mà giờ mình không biết gửi đường nào nha. Anh em phải gọi điện thoại trực tiếp cho mình để mình đọc cho mình địa chỉ và thì mình mới ấy nha. Anh em ở tỉnh mua thì vui lòng cọc cho mình cạc từ 50 đến 100k nha. Mua Bivina Viettel. Anh em cọc cạc thì anh em gửi cho mình mã số thẻ và số seri luôn nha. Con 10-20 này bên mình đang bán với giá là 2.350.000 nha mọi người. Con này màn hình 6.3 Full HD, camera kép, vân tay một chạm, pin con này dung lượng tới 5.000 lận. Những con máy mà dung lượng pin 5.000 là cực kỳ khỏe nha. Con này là con Samsung Galaxy A20s nha, RAM 3, bộ nhớ trong 32, máy đẹp 98% nha mọi người. A20s, 3 camera sau, vân tay một chạm. A20s này thì bên mình đang bán với mức giá là 2.550.000 nha. Con này là con Quad Active 1 nha mọi người. Con này thì chị em nào thích thì mua nha. Con này có nó có thông báo cuộc gọi rồi, rất là dễ thương luôn, màu đen. Con Quad Active 1 này thì hôm nay mình còn một cây duy nhất thôi, màu đen này thì mình sẽ bán cho mọi người với mức giá là 1.750.000 nha. Mình đã giảm giá cho mọi người rồi. Ai cần một cái đồng hồ thì mua em này xài. Em này xài rất là cực kỳ ok luôn. Thông báo đồ đầy đủ hết luôn nha. Con này là con Vivo Y19, RAM 6, bộ nhớ trong 128 nha. Con này thì vì nó hơi cắn mỗi góc. Màn hình 6.5 inch. RAM 6 128, pin 5000, 3 camera sau nha. Con Y19 này bên mình đang bán với mức giá là 2.850.000. Oppo A5 2020 nha mọi người. Con này thì tình trạng 97%. 97 thì bên mình đang bán với giá là 2.550.000 nha. A5 2020 là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB, chip Snapdragon 665 nha. Màn hình 6.5, pin 5000. Con này thì máy đẹp 98%, chạy nhẹ với như thế này thôi. 98 thì bên mình đang bán với giá là 2.850.000 nha. A92 full box luôn Oppo. Những con máy full box thì bên mình bán cao hơn 200 ngàn so với máy phụ kiện ngoài nha. Oppo A92 này đây. Mình có một cây máy trần là 4 triệu 950 ngàn. Còn con này full box thì bên mình đang bán với giá 5 triệu 150 ngàn nha. Con này là con V19 Neo nha, full box luôn. V19 Neo full box thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 550 ngàn nha mọi người. Máy rất là đẹp. Full box đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn. Con này là Vivo Y50. Y50 thì bên mình đang bán với mức giá là 4 triệu 150 ngàn nha, cho máy full box nha. Samsung Galaxy A11 nha mọi người. A11 thì bên mình đang bán với mức giá là 2.350. Máy tình trạng còn đẹp ken 99 nha. Hôm nay thì mình có một số ít máy giới thiệu tới anh em thôi. Anh em coi video của mình thì nhớ cho kênh mình một like, share, chia sẻ nha mọi người. Ủng hộ shop của mình luôn nha. Mọi người nhớ cho mình một like, chia sẻ, ủng hộ luôn nha mọi người. Ai mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của mình luôn nha. Bấm subscribe kênh của mình luôn. Bên mình thì sẽ về hàng liên tục, ngày nào cũng có hàng mới về hết cho mọi người. Và mình giá cực kỳ ok cho mọi người có một con máy để trải nghiệm nha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình ạ. Nhớ cho mình một like, share, chia sẻ nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi cảm ơn mọi người ạ.